Hello, what's up? Mình chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình đố anh em biết mình đang ở đâu. Đây, quay cho anh em xem đằng sau. Hiện tại là đây, quay cái chỗ này chắc anh em đoán được. Đây, trên này. Nhìn thấy rõ chữ không? Thì hiện tại mình đang ở công viên Xin Chú. Đây, mình quay cho anh em xem ở bên trên nhá. Đây anh em này, công viên Xin Chú mới xây xong. Hôm nay mình được nghỉ cho nên là mình đi tham quan, tiện thể quay cho anh em xem luôn. Anh em biết dưới kia là cái gì không? Đây mình xuống mình quay cho anh em xem nhá. Ở dưới này cực kỳ là lạ luôn. Nhìn công viên của người ta nhìn đẹp thật. Dưới này anh em xuống đây có thể cho cá ăn. Mà cá ở dưới đây nhiều lắm anh em ạ. Nhiều kinh khủng khiếp luôn. Đây mình quay cho anh em xem này. Đấy, con này mà ở Việt Nam thì toang rồi. Ở bên Đài may ra. Ở bên Đài thì đúng là sinh đúng thời đấy. Bên Đài người ta không bao giờ bắt chim ấy mọi người nhé. Ở bên này người ta yêu chim lắm. Yêu chim, người ta yêu động vật lắm, cò kia các kiểu này, ui cá này, anh em nhìn chưa, ui dồi ôi, cá nhiều chưa, toàn cá rô phi, lúc vừa mình có đi qua đây rồi, mình nhìn thấy con cá koi, to đùng luôn, đây từ từ anh em, ơi đây người ta đang cho nó cả đàn cá ăn này. Bọn vịt này là cũng là vịt của công viên luôn. Vịt tự nhiên hết. Đấy anh em có thể nhìn này. Ở đây ấy có cả cá chép vàng luôn. Cá koi. Rất nhiều loại cá. Có cả cá chép luôn. Ở trên này người ta cho ăn. Thì cá nó sẽ xuống nó. Bởi vì cá này là cá người ta nuôi ở trong cái khu công viên ấy. Cho nên thức ăn nó cũng không được nhiều cho lắm. Ở đây người ta cho ăn. Thì nó lại nó ăn. Nhìn thích nhờ anh em nhờ. Ví dụ ở nhà mà có đàn cá này nuôi cũng tốt. Này. Cá koi này. Cá koi đắt lắm nhá. Koi Nhật Bản đấy. Đây mình quay cho anh em xem cái quang cảnh công viên. Công viên của người ta thế này mà. Là công viên của đất nước người ta. Đấy, một vòng nhá. Bây giờ cũng là 6 giờ kém 20 rồi. Cho nên thời tiết nó cũng không sáng lắm. Công viên này nó mới hoàn thành thôi. Bởi vì chưa. Mới hoàn thành trong Tết năm nay mọi người ạ. Ôi cá kìa. Cá béo thật. Cá chép coi kìa. Ý dồi ôi. Ở đây, ui anh em nhìn kìa, con kia kìa. Con kia về tầm khoảng 3 cân. Con, đây, con cá chép koi này. Đấy anh em nhìn con cá chép thường chưa. Con cá chép thường thì nó cũng về tầm khoảng 4-5 cân một con. Nói chung là cái đàn này nếu mà mang về Việt Nam là cũng có tiền đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, gần công viên người ta có cái tòa nhà cao chưa? Công nhận. Ôi ơi, đây. Anh em ơi, nhìn chưa? Nhìn chúa cá chưa? Con cá này là con đại ca đấy. Không biết con này có đắt không nhỉ? Wow. Nhiều. Thôi nhá, anh em thích ăn con nào thì bắt, tự bắt nhá. Ôi trời. Đố anh em biết con này con gì? Con này mà ở Việt Nam thì đúng là xác định rồi đấy. May cho mày là sinh ở Đài Loan đấy. Mít rồi. Anh em nhìn con này bạo chưa? Mình đang cầm máy trên này quay nhá. Mà ở đây rất là nhiều người luôn. Ở trên này rất là nhiều người này. Mà nó dám đứng ở đây. Quả thật con này.
quá bạo luôn. Mình nghĩ là con này nó không biết sợ nữa rồi. Wow, con này quả là can đảm đấy. Nhưng mà đây toàn cá to thôi, không bắt được. Anh em nhìn con cá này chưa? Nhìn vô con cá chép quay kìa. Con này to thật. Anh em ơi, con này siêu to khổng lồ luôn. Này, nói thật với các bạn là lần đầu tiên mình mới nhìn thấy con cá chép koi to như vậy đấy. Ôi nó bơi sang này, nó bơi sang bên này không? À đây đây, nó bơi sang bên này. Đây này. Úi giời, con này to lắm mọi người ạ. Con này phải 7-8 cân. Wow. Ở trong hình ảnh nhìn nó bé vậy thôi chứ ngoài đời nhìn nó to lắm. Đây lại một con cá chép koi nữa này. Rồi ok nhá anh em nhá, bây giờ tiếp tục đi lên cái cầu này. Ở cái công viên này rộng lắm, đi mãi không hết. Đó. Anh em nào mà gần gần khu này thì nếu mà chưa đi đến đây chơi lần nào thì bớt chút thời gian qua bên này chơi nhá. Sẽ cảm thấy rất là thư giãn. Thư giãn. Đẹp chưa? Phong cảnh quá đẹp luôn. Cá này rất là nhiều. Đấy anh em thấy rùa chưa? Ở đây có cả rùa này. Hai ba con rùa đang bơi kìa. Rùa tai đỏ. Hôm nay rảnh rảnh đi chơi. Công nhận cái công viên này đẹp thật đấy. Tại vì hôm nay là mình đến muộn quá. Đáng nhẽ là mình đến sớm thì mình sẽ quay cho mọi người vào cái khu vườn bách thú bên trong kia kìa. Thì cái vườn bách thú ấy bên trong ấy nó có tất cả các cái con vật. Thì lúc vừa mình hỏi mua vé thì người ta bảo là bây giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Mà đúng thật, mà lúc ấy mình đến là đã hơn 5 giờ rồi. Người ta vừa đóng cửa rồi. Thì bây giờ chắc là mình sẽ đi dịch lên kia chơi tí nữa rồi mình về. Bởi vì cái khu của mình sống thì cách cái công viên này tầm khoảng 2-3 ga gì đấy. Thì mình quay clip này cũng chia sẻ cho mọi người biết là ở cái Xin Chú ấy thì có một cái công viên rất là đẹp và rất là rộng. Mọi người có thể lại đi chụp ảnh, quay phim, ngắm cảnh lại đây gì lắc. Bởi vì người Đài người ta cũng hay rất hay lại đây người ta chơi. Do hôm nay mình đến muộn quá, mình đi muộn quá cho nên là công viên bên trong mình không vào xem được những cái con vật mà mình không kiểu con vật lạ ấy. Con vật mà trong cái môi trường tự nhiên mà người ta nuôi nhốt ấy, người ta cho tham quan ấy. Đấy mọi người có thể nhìn này. Ở đây chỉ một màu xanh thôi. Nếu mọi người đến đây ấy, mọi người hít thở 200% oxy luôn. Cảm giác rất là sướng. Đó, đất nước người ta này. Hôm nay là ngày 30 tháng 3. Quay lại làm kỷ niệm. Rồi ok anh em nhá. Mình xin kết thúc video tại đây. Thì video này nội dung của nó là muốn giới thiệu đến tất cả anh em ở Xin Chú có một cái công viên này rất là đẹp. Rất là quy mô. Rất là hoành tráng. Mình thì chưa đi công viên bao giờ.
cho nên là cũng không đi công viên nhiều, nhưng mình thấy cái này khá là ok. Thì hy vọng là những bạn nào ở Xin Chú hoặc là những bạn nào ở gần gần đây mà có dịp hoặc có cơ hội có thể đi qua đây ngắm cảnh, lại đi tham quan. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, tràn ngập niềm vui bên gia đình và bạn bè, người thân mình. Rồi ok, mình xin kết thúc video tại đây. Quay một vòng nào. Rồi bye bye mọi người nhá. Mình về đây.